Và ok, hello, chào toàn thể anh em, nhưng mà tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi thì vào sáng ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9 thì chính thức là cái clip và Lusu dành cho điện thoại phiên bản quốc tế với lại là phiên bản Windows với mọi người. Nó đã yêu cầu đồng loạt là phải cập nhật lên cái phiên bản mới thì mọi người mới có thể sử dụng được. Đó. Thì sau khi mà có rất là nhiều bạn kêu tôi là hãy cập nhật lên cái phiên bản và Lusu mới đi. Thì phiên bản và Lusu mới thì tí thì tôi sẽ tiến hành tôi cập nhật đến cho mọi người liền ha. Tại vì ở cái thời điểm hiện tại thì và Lusu nó vẫn đang trong cái quá trình là cập nhật những update nha anh em. Đó. Còn ở cái thời điểm hiện tại anh em nào mà muốn sử dụng để có thể là hack được cái tựa game Roblox trên điện thoại là phiên bản VNG với lại là phiên bản quốc tế luôn á. Thì ở đây là tôi đã chuẩn bị cho mọi người về cái clean data ít phiên bản mới nhất nha anh em. Thì ở cái clean data ít phiên bản mới nhất này thì khi mà anh em sử dụng ấy thì anh em sẽ không bị cái tình trạng đó là lỗi cập nhật cũng như là lỗi update nha anh em, và nó sẽ hỗ trợ cho anh em là phiên bản quốc tế với lại là phiên bản VNG luôn đó. Đây thì ở đây là tôi đang trong cái phiên bản quốc tế nha anh em. Thì như anh em có thể thấy nè là phiên bản quốc tế thì tôi vào được bình thường 100% luôn, không có bị cái tình trạng đó là lỗi cập nhật hay là cái gì hết nha anh em. Và ở cái phiên bản lần này tôi mang đến cho anh em thì nó là phiên bản mới nhất, đó là phiên bản 2.642 đó. Thì phiên bản 2.642 này thì được cái là nó sẽ fix được cái lỗi đó là lỗi cập nhật nha anh em. Còn về những cái link khác thì tí thì tôi sẽ lên video sau để gửi đến cho mọi người sau ha. Còn ở cái thời điểm hiện tại thì tôi lên trước cho mọi người về cái bản data để cho mọi người có thể là anh em nào mà sử dụng cái phiên bản data cũ mà đang yêu cầu cái update hoặc là phiên bản Lusu ấy thì anh em sử dụng cái phiên bản mới thì giúp tôi là nó sẽ không có update nha anh em. Rồi, và ngoài ra thì ở đây là tôi có chuẩn bị cho anh em về cái clean data VNG mới luôn. Đó, thì cái clean data VNG mới này thì được cái anh em sẽ không có cần cài đè ha. Anh em chỉ việc là tải về rồi vào trong cái phần download này thì nó sẽ có cái file là data VNG official này, anh em thấy không? Đó, anh em nhấn vào rồi anh em chọn cài đặt cho tôi. Thì sau khi cài đặt xong thì anh em chỉ việc là anh em đăng nhập cái tài khoản VNG của anh em vào rồi anh em vào anh em chơi thôi, không có cần phải cài đè bất kỳ một cái gì lên nha anh em. Thì cái cách cài của cái clean Roblox VNG này thì nó tương tự với là cái phiên bản quốc tế luôn ha. Là nó sẽ không có yêu cầu anh em phải cài đè lên. Đó, ở đây là tôi cũng đã cài sẵn cái data VNG rồi nè. Tôi vào cho anh em xem luôn ha. Thì hồi nãy là tôi đã vào bản quốc tế rồi, bây giờ thì tôi vào bản VNG cho anh em xem luôn. Đó, thì nó sẽ không có bị cái tình trạng là update luôn nha anh em. Đây, ở đây tôi đã vào nè, bây giờ tôi đăng nhập vào luôn nha anh em. Đó, ở đây thì tôi đã vào trong cái Roblox VNG rồi nè. Rồi sau khi mà vào xong thì đối với lại cái account của tôi thì anh em biết rồi là nó chưa có xác thực cái thông tin thì tôi nhấn bỏ qua thôi. Đó. Rồi thì ở đây sau khi mà anh em vào trong cái Roblox VNG rồi thì anh em sẽ vào anh em chơi được bình thường luôn. Anh em không có cần phải tiến hành anh em update nha anh em. Đây, ở đây là tôi đã vào trong cái account Đạt 240 rồi nè. Đó, sau khi vào rồi thì bây giờ tôi vào trong cái game cho anh em xem luôn. Là nó sẽ không có yêu cầu anh em phải cập nhật cái phiên bản mới nha. Đó, anh em thấy không? Vào được bình thường hoàn toàn 100% luôn nha anh em. Đó, thì nói chung là phiên bản VNG với lại phiên bản quốc tế của cái clean data là trên kênh tôi đã cập nhật cái phiên bản mới nhất và nó sẽ không có bị lỗi update ha. Rồi anh em nào muốn sử dụng thì tôi sẽ để dưới phần lộ game cho anh em. Còn bây giờ thì nếu mà anh em nào mà muốn chờ đợi phiên bản Lusu thì chừng nào có thì tôi sẽ ra nhanh nhất có thể cho anh em ha. Còn tí thì tôi sẽ cập nhật những cái clean khác cho anh em sau. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều nha.